Hoàng Dũng đổi cả nghệ danh vì phấn khích với màn cầu hôn của fan ngay tại concert. Mới đây, tại một nhạc hội quy tụ nhiều ca sĩ trẻ đang được yêu mến, Hoàng Dũng đã xuất hiện và tạo điểm nhấn cho đêm sự kiện. Đáng chú ý, trong lúc anh đang thả hồn vào giai điệu ném câu yêu vào trong không trung, sự chú ý của khán giả lại đổ dồn về phía bên dưới, một chàng trai quỳ gối để cầu hôn bạn gái của mình giữa đám đông hàng nghìn người. Sau khi trở về từ đêm nhạc, Hoàng Dũng cũng đã phấn khích chia sẻ đoạn clip trên lên tài khoản TikTok của mình. Thậm chí anh còn tự đổi luôn nghệ danh của mình thành Hoàng Mai Mối, rất hân hạnh được hát nền trong khoảnh khắc hạnh phúc của hai bạn. Luôn giữ sự nhẹ nhàng, tự sự trong những sáng tác cộp mát Hoàng Dũng. Với nhiều fan nhạc, những ca khúc của Hoàng Dũng như liều thuốc tinh thần có tác dụng chữa lành sau những đổ vỡ. Quả thật âm nhạc của Hoàng Dũng với giai điệu lãng mạn, câu từ nên thơ, khiến người nghe cảm thấy dễ chịu và liên kết với tình yêu đơn thuần bên trong từng ca khúc. Còn bạn mà nghĩ sao về màn cầu hôn hay lời tỏ tình tinh tế của chàng ca sĩ trong trường hợp này? Hãy chia sẻ bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV Entertainment để có thể cập nhật những tin tức trong ngày nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!